quản quốc phương. Chính xác, đây là Văn Đức. Bóng lại tìm đến vị trí của Đinh Tư. Đánh đâu? Không vào. Vẫn còn, vẫn không vào. Vào. Lần này thì đã có tình huống ghi bàn của Đinh Tư, một siêu bẩm. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với trận thi đấu thứ hai trong khuôn khổ giải bóng đá Nam NBC Cup 2024 Nichirin Việt Nam Cup, kỷ niệm 15 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Nichirin Việt Nam. Và đây là trận đấu giữa các cầu thủ PM, CB và các cầu thủ sản xuất ống QC. Như vậy là hiệp đầu tiên của chúng ta đã được bắt đầu. Quốc Phương. Quốc Phương là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Đây là Đinh Tư. Vào rồi. Một pha phối hợp rất hay của Quốc Phương và Đinh Tư. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Khi mà Quốc Phương đã vượt qua và có một đường chọc khe chính xác dành cho đội trưởng. Và đội trưởng Đinh Tư đã tận dụng cơ hội một cách chính xác, nâng tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ PMCB. Như vậy là tỷ số là 2-0 dành cho các cầu thủ PMCB. Khi mà chúng tôi đang làm trọng lại những tình huống trước đó thì các cầu thủ PMCB đã có bàn thắng vươn lên. Tỷ số là 2-0. Cách biệt là 2 bàn. Ở ngay những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai thì các cầu thủ PMCB đã có bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-0, đã có cho mình một bàn thắng. Quốc Phương quay người rất khéo. Đinh Tư vào rồi. 3-0 dành cho các cầu thủ PMCB. Vẫn là hai cái tên phối hợp với nhau, Quốc Phương và Đinh Tư. Tình huống bút chì thắng vào góc cao của khung thành các cầu thủ sản xuất ống và QC. Ba không. Một tình huống dứt điểm rất hay và pha phối hợp không thể chê vào đâu được. Xoay sở và bút chì vào góc trên. Hoàng Mạnh dù xuất sắc nhưng không thể cản phá, anh chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. 10 phút của hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số là 3-0, cách biệt là 3 bàn. Vẫn còn Quốc Phương, chính xác, đây là Văn Đức. Bóng lại tìm đến vị trí của Đinh Tư. Đánh đâu? Không vào. Vẫn còn, vẫn không vào. Vào. Lần này thì đã có tình huống ghi bàn của Đinh Tư, một siêu bẩm. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm về phía khung thành của các cầu thủ. Bốn bàn thắng được ghi. Một trận đấu quá hấp dẫn và màn thể hiện quá xuất sắc của đội trưởng Đinh Tư bên phía PMCB. Và phản công dành cho cầu thủ. Bóng vẫn còn, phản công dành cho sản xuất. Không vào. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Khi mà lợi thế về bàn thắng cách biệt là quá lớn thì tinh thần cũng như đôi chân của các cầu thủ PMCB đang bay bổng hơn rất nhiều. Họ có những pha phối hợp và những pha phô diễn kỹ thuật rất hay. Văn Hồ không thể vượt qua được Công Khương. Nhưng đường chuyền cuối cùng của Công Khương là không chính xác. Dứt điểm từ xa, bóng không thể vượt qua được trung vệ bên phía PMCB. Dứt điểm đi. Bóng chạm chân của cầu thủ áo số 18 và đi hết đường biên ngang.
Vẫn là Đình Tứ. Quả hai người rồi. Tốc độ của Đình Tứ. Đình Tứ công vào. Đường chuyền cuối cùng của Đình Tứ dành cho Quốc Vương. Anh ta thi đấu quá đồng đội. Một cơ hội 10-10 để các cầu thủ PMCB có thể nâng tỷ số lên là 5-0. Tuy nhiên họ đã bỏ lỡ cơ hội này. Bốn bàn thắng được ghi, chỉ cần một bàn thắng nữa thôi là bằng với số bàn thắng ở trận thi đấu khai mạc của giải đấu năm nay. Một giải đấu vô cùng chất lượng khi mà những bàn thắng đã được ghi ở những tình huống rất hay. Một pha lùi về hợp lý của cầu thủ mang số 22 Quốc Trung. Trọng ra. Trọng ra là không thể vượt qua được Quốc Trung khi mà Quốc Trung đã bắt buộc phải phạm lỗi với cầu thủ mang số 12 và đã có một chiếc thẻ vàng. Rời sân. Trọng ra một bàn phối hợp. Dứt điểm vào. Đã có dấu hiệu khởi sắc trong thế trận của các cầu thủ sản xuất ống Bắc VC khi mà họ đã tận dụng được pha phối hợp đá phạt và có cho mình một bàn thắng nuôi hy vọng. Tỷ số là 1-1. 5 bàn thắng đã được ghi bằng với số bàn thắng của trận đấu đầu tiên. Trận đấu đầu tiên cũng đã kết thúc với tỷ số là 4-1 nghiêng về các cầu thủ Văn Phòng. Khắc Chiến là một cầu thủ sở hữu thể hình khá lý tưởng đối với một tiền đạo cắm. Phản công dành cho các cầu thủ sản xuất ống Quý Sĩ. Không được. Dứt điểm đi. Vào 5-1 dành cho cầu thủ PMCB. Và người ghi bàn tiếp tục là Đình Tứ, một cầu thủ thi đấu rất xuất sắc. Một pha sút bóng vào góc chết của Đình Tứ. Cầu thủ vào số 88 Văn Hiệp đã tung vào sân. Sau khi ghi rất nhiều bàn thắng thì Đình Tứ cũng đã rút ra nghỉ để bảo toàn lực lượng cho những trận đấu tiếp theo. Quá nguy hiểm. Một pha dứt điểm của Quốc Trung sau đường chuyền của cầu thủ Khắc Chiến thì Quốc Trung đã quyết định dứt điểm về phía cột hải. Các cầu thủ đã suy giảm về mặt thể lực khi còn không còn theo kịp được những đường bóng tốc độ như những đường bóng ở phía cột xa. Cơ hội dứt điểm không vào. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổ còi kết thúc trận đấu giữa cầu thủ PMCB và các cầu thủ sản xuất ống QC. Tỷ số chung cuộc là 5-1 nghiêng về các cầu thủ PMCB. Một trận đấu rất hay. Xin được chúc mừng các cầu thủ PMCB và cũng dành lời ngợi khen dành cho cầu thủ sản xuất ống và QC. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những trận đấu tiếp theo.